Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Q&A thứ hai của Vy Hoàng. Và ở phần này thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bác dễ hình dung về LGBT là gì và hiểu rõ hơn về trans guy. Bắt đầu thôi nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ L là les. Les có nghĩa là đồng tính nữ. G là gay, là đồng tính nam. P là bisexual, người song tính. Và T là trans, chuyển giới. Và ở đây thì bản dạng giới của Vi Hoàng là T, chuyển giới. Mình là người chuyển giới từ nữ sang nam. Và nhiều người có đặt câu hỏi cho mình là mình đã tiêm hormone được bao lâu rồi, liệu trình mình dùng là gì, và mình đã phẫu thuật bộ phận nào trên cơ thể rồi. Thì mình xin được trả lời là mình chưa hề phẫu thuật một bộ phận nào trên cơ thể cả. Và trans, người chuyển giới, không có nghĩa là họ phải phẫu thuật hay là họ phải dùng liệu trình. Mà trong tâm can và tư tưởng của họ, họ luôn nghĩ mình là người chuyển giới, là tức là nam á, thì đó